Ok, hai các bạn nha, chào mừng các bạn quay trở lại cái story game về Pokemon Go và là mình đầy Thủ Trần. Hôm nay mình sẽ làm hướng dẫn xem các cái thông tin cũng như là các cái chỉ số, nói chung là lựa team Pokemon ta sẽ đi đánh ran nha các nhà. Thì cái này thì nói chung là phụ thuộc vào kỹ năng là chính nha. Và cái này nó chỉ hỗ trợ cho chúng ta để biết team cũng như là cách lựa chọn skill cũng như là cách lựa chọn IV cho Pokemon để chúng ta đánh ran. Đó là các bạn, đầu tiên các bạn sẽ vào trang web đó là bvpoke.com. Thì hầu như tất cả các bạn BVB đều sẽ vào trang web này cả nhà. Chúng ta sẽ vào rồi thì mình sẽ nói một số cái cơ bản, biết gì thì mình sẽ chỉ nói cho các bạn cùng biết luôn nha. Rồi đầu tiên là các bạn có thể vào trên trang web trên điện thoại hoặc là máy tính nha. Rồi thì cái phần đặc biệt là tầng phần ranking này trước này, đó, chúng ta sẽ vào ranking. Thì ở khu vực này nó sẽ hiển thị cho chúng ta những Pokemon mà chúng ta có thể sử dụng trong top và sẽ tham gia đánh nha. Ở đây là các bảng rank này, nó từ 1 đến bao nhiêu đó mình không biết ha. Nó sẽ xếp toàn bộ luôn. Khúc format này thì chúng ta sẽ chọn cái cấp chúng ta đánh này, ví dụ như Gray Ultra Master, mà cái cấp nhỏ này nó sẽ cập nhật liên tục luôn nha. Ok, mình sẽ ví dụ ở đây là Gray League đi. Thì cái overall này thì overall này thì nó là sẽ là cái chỉ số tổng thể nha. Và nó sẽ hiển thị các Pokemon, ví dụ như Medicham này chúng ta sẽ kích vào đó, thì nó sẽ bên này nó sẽ, sau đó chúng ta là K-Win là những Pokemon mà Medicham có thể thắng được nè, trong cái top run. Và K-Lose chúng ta sẽ dễ chừng nè, những Pokemon này có thể đánh bại được Medicham đó. Rồi về cái này là nó sẽ thống kê ha, cái kiểu như là cái này là nó thể hiện được là Medicham này có cái sức mạnh nè, sức mạnh kiểu như làm leader này, chuyển đổi sạc đó, là cái đội tổng thể của nó ấy, nó cực kỳ mạnh luôn, hầu như là các cái chỉ số nó bao phủ luôn này. Đây ông đang là top 1 trong BVB đó cả nhà. Rồi thì bên này nó sẽ hiển thị thông tin đó là cái run 1 của bạn này là EV này, nó 5-15-15. Nếu các bạn bắt được bạn này thì ngon, còn không được thì chúng ta sẽ lựa EV khác một xíu cũng được ha. Nó cũng nói chung là các cầu thủ thế giới nó không cần cái EV chuẩn cho lắm đâu các bạn. Nếu mà kiếm được IV chuẩn thì càng ngon. Rồi ở trong này là cái stat này, các cái chỉ số như là tấn công. Ok, còn cái dưới cái phần này skill thì chúng ta sẽ chọn ở đây. Cái khu vực này các bạn, khu vực mà nó tích cái màu đen bên cạnh này này, đó là cái kỹ năng ha, cái skill mà nó khuyên dùng, nên dùng. Thì hầu như các bạn nên chọn theo đúng ở trong này đi. Thì đây là những cái nhân vật mà, những cái Pokemon mà nó được nói chung là được chọn kỹ lưỡng lắm rồi, nên là các bạn cứ chọn theo đúng cái skill trong cái BV Poke này nha. Đó, ví dụ như phát mô là Coulter, rồi những cái chiêu sạc này nó là Ipun với lại Psychic này, nó hai chiêu này. Rồi thì mình ví dụ tiếp một bạn đây, ví dụ như đây chỗ này là mình sẽ tìm Swampert. Ví dụ như mình đang đánh là Swampert đây, ví dụ Swampert Shadow thì nó là top 7 này trong BVB. Rồi K-Win này, K-Lo này ha, như vẫn như vậy ha. Rồi Swampert này nó đánh giá này làm leader được này đó. Cái attacker thì đánh giá là hơi yếu, thì đợt này nó bị nếp cả nhà, cho nên là nó hơi yếu thôi, nhưng mùa mấy những cái năm trước thì phải nó mạnh lắm. Rồi vẫn là cái này nha, cái skill này phát mù chúng ta sẽ chọn là mới sột. Còn bên này nha các bạn, để ý này, ví dụ như cái skill nha, cái skill này mà nó có cái dấu sao nè các bạn, đây nếu nha cái skill nó có dấu sao đây đó, thì đây là các cái skill chúng ta phải dùng thẻ Elite nha, thẻ Elite Charm để chúng ta đổi skill này ha. Charm đổi skill này đó, ở trong này này event hay Elite ta phải đợi sự kiện tới, hoặc là thẻ Elite, nhưng nếu mà các bạn có thì sẽ sử dụng để đổi được, để học được skill này nha. Và cái away đó, đây là cái cách mà chúng ta biết được các cái Pokemon tốt trong PvP hiện tại nha. Ở dưới này chúng ta sẽ có các cái thuộc tính yếu này đó. Ví dụ như grass này chúng ta sẽ sợ cái hệ lá này đó. Rồi các cái hệ này chúng ta cũng dễ chừng. Ok, electric chúng ta sẽ hơi sợ chút này, fire chúng ta đánh được ha, steel đánh được. Rồi dưới này nó sẽ cái số một xíu thì nó sẽ cho chúng ta là một cái khuyến nghị về đội ha.
các bạn có thể tìm kiếm thêm độc đội cho Swampert này, Lickitung đó, Manfire rồi Mandibuzz ha, Mandibuzz, Ninetales, Medicham rồi. Ok, đây ở dưới này các cái Pokemon có các kỹ năng tương tự này, đó, kiểu hệ nước với nhau. Ok, rồi đây là cái phần ranking thì chúng ta có thể tìm được Pokemon top hiện tại nha, khá là dễ luôn. Đó, các bạn cứ lựa ha. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ vần qua phần team building, team builder đi. Là đây là cái phần xây dựng team thì các bạn sẽ chọn Pokemon của mình vào đây. Để chúng ta nó sẽ đánh giá cho chúng ta kiểu như là đánh giá tổng thể luôn cho cái team của bạn luôn nha. Ví dụ như mình sẽ chọn cái team đó là đang hiện từ đang là top PvP vote đi là Medicham với lại cái gì thôi nào ta. Cái bạn gì Digo cả nhà. Không phải Digo không ta. Mình gọi là Digo đúng không ta? Mình quên tên rồi. Để mình kéo xem nha. Đây đi Diwon cái nha. Rồi cái bà hải cáo ấy. Rồi hầu như là các cái skill này nó mặc định luôn chúng ta rồi, chiều ngon hết rồi cả nhà. Và cuối cùng là Liga thường, chúng ta là xa đâu này. Đây thì nó sẽ cho skill sẵn luôn, chúng ta có thể. Rồi chúng ta sẽ bấm vào right team. Ok, sau khi mà bấm vào Right Team thì nó sẽ cho chúng ta cái thông tin này, nó cover này, là kiểu như cái team này bảo vệ nhau ấy, lại đánh giá là C thì cũng được này, book này, rồi nói chung là mình hãy dùng Google dịch để dịch ra này các bạn. Nó đâu có này chứ, số lượng trung bình tuyệt vời, nó giúp quản lý lá chắn này rồi, đó, thì ở đây là nó sẽ đánh giá tổng thể ở đây, nha, về sự an toàn, tính nhất quán của đội này, rồi. Ở dưới này thì về meta này thì nó sẽ chúng ta biết các cái Pokemon top hiện tại này có thể đánh được hay không đánh được luôn. Ví dụ như đây nó sẽ chú thích này. Ở đây là win thì Pokemon chúng ta sẽ win 100% này. Còn là win thì có nghĩa là có khả năng win hoặc là không win. Hay là có khả năng thắng hoặc không thắng tùy theo cái lượng này, HP, energy, bay như là AP của Pokemon. Rồi cái tire này. Đó. Cái tire này là kiểu như là hòa cái nha. Kiểu giống như là hòa vậy đó. Đó, hòa. Rồi, cái X màu tím này là thua sắc đúc này. Còn cái X to này là thua. Ok. Rồi chúng ta sẽ kéo lên đây và chúng ta sẽ so sánh này. Ví dụ như đây, Medicham nha. Ví dụ Medicham này chúng ta đánh gặp Medicham thì chúng ta có khả năng hòa này. Tại vì hai bạn giống nhau. Rồi, nếu mà đánh Dewgong nha. Thì ở dưới này chúng ta sẽ có khả năng là thắng hoặc hòa này, nó tùy theo cái ba cái bốn năm cái chỉ số, tùy theo cái điều kiện thuận lợi nha. Và Medicham mà đánh Gliga này thì sẽ thắng 100% này nha. Đó, Carbine là nó cũng tương tự như vậy ha. Rồi như vậy thì đội hình này là khá là ngon này. Hầu như chúng ta sẽ được sử dụng đánh bại khá là nhiều này. Ví dụ Swampert sẽ sợ Medicham này, rồi sợ Dewgong này, nó có thông tin đầy đủ nha các bạn. Rồi khi mà kéo xuống đây, cái khu vực này, đây là khu vực mà chúng ta sẽ dè chừng này, cái potential threat như đây thì chúng ta sẽ dè chừng này. Ví dụ như nguyên một team này chúng ta phải dè chừng này, đó là Sabway, Graysilla, rồi Jellicent, đó ba bạn này chẳng hạn. Rồi chúng ta có thể thắng hoặc thua tùy vào cái điều kiện nha. Đó, chúng ta dè chừng. Còn mấy các bạn này, ví dụ như mấy các bạn này thì mình thấy là khá là ít trong cái run. Carbine thì cũng thấy khá là ít này, Lickitung thì còn thấy nhiều. Đây, Carbine thì sẽ sợ Gliga, sẽ đánh bại được Gliga cả nhà. Còn hai bạn này cũng dè chừng. Đây là cái team mà chúng ta sẽ dè chừng khi mà vào đánh gặp trong cái PvP. Rồi khi mà kéo xuống dưới này chúng ta sẽ có được những cái gợi ý như là ví dụ như trên này là chúng ta sẽ dè chừng các ông này. Thì nếu mà các bạn sợ cái ông này thì ở dưới này nó sẽ gửi cho chúng ta các cái team đánh bại được các ông này luôn. Ví dụ như Lickitung này, Registeel, Carbine, nó chúng ta có thể thay thế nha. Rồi đây là cái khu vực mà chúng ta đánh giá team ha. Đến xuống dưới này nó sẽ có cái thông tin luôn, cái writing luôn, nó
Rồi ở dưới này là nó sẽ có hiển thị như là kháng cũng như là yếu nguyên tố nào này. Và các bạn đọc nha. Ok, cứ dịch ra đọc thôi các bạn, khá là dễ luôn. Đó, nhưng mà cái việc nhớ của cái này đánh nói chung là phải đánh thực hành nhiều các bạn thì chúng ta nhớ được các cái nguyên tố cũng như là nhớ Pokemon. Chúng ta chỉ cần đánh, chúng ta sẽ lựa swap ha, đổi Pokemon hợp lý cũng như là nhiều kỹ năng lắm. Nói chung là mình cũng không chuyên cái này nhưng mà cũng đủ để sử dụng thôi các bạn. Nói chung là cần phải học hỏi liên tục. Rồi tiếp theo, xong cái phần team builder này, chúng ta sẽ đến với cái phần train. Rồi về phần train nha, thì đầu tiên ấy, phần training này thì mình sẽ nói sau này. Thì đầu tiên các bạn sẽ vào phần top, top performer này. Thì cái phần top performer này nó sẽ cho chúng ta, sau chúng ta các Pokemon mà được vote nhiều này các bạn. Đây, cái đầu tiên là chúng ta sẽ thấy được Pokemon mà người chơi chọn để training nhiều này. Đây, các Pokemon này ha. Đó, vote này. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ kéo xuống dưới này nè, cái top team. Đây là cái top team hiện tại này. Rồi thì các bạn có thể chọn ở trong giống trong này để chúng ta đánh cho nó phù hợp nha. Đó, cho các bạn khỏi nghĩ team cho nhiều, nó chúng ta cứ lựa trong này đi cho nhanh. Ví dụ như top mà team rating cao nhất này là Medicham, Dewgong, Gligar nãy mình có chọn đấy các bạn. Rồi top 2 nó là Diuzic, Diffin, Mandibuzz, Sabay đó. Thì các bạn cố gắng ha, lựa các cái team trong này nó hay đi chung với nhau. Đó, ở đây thì các chuyên gia nó đánh giá sẵn rồi, các bạn có thể đi chung với nhau. Đó, chúng ta có thể kích vào đây chúng ta xem. Con mắt này chúng ta xem nó sẽ rate team chúng ta luôn. Đó. Quá đẹp. Cái đội hình thứ hai này quá đẹp luôn này. Nhưng mà có cái cover thì nó hơi yếu. Được cái hai chỉ số này nó A hết này. An toàn rồi, tính hợp lý rồi bla bla. Đây, mấy cái này mình nói hồi nãy rồi nha. Đây, còn các cái Pokemon dây chừng này chúng ta sẽ dây chừng Carbine Steel, Steelix Nightail này. Đó, Bulot đang event. Đó, chỉ có 3 ông này ha. Rồi, ta sẽ dây chừng 3 ông này. Rồi, các Pokemon cũng như là các cái chỉ số cũng như là các cái phân tích kháng cũng như là mạnh. Rồi, đó, đây là cái top performer nha. Rồi, các bạn vào đây lựa lựa team khá là nhanh luôn. Giờ chúng ta khỏi cần đi tìm kiếm cho mệt các bạn. Đó, cứ vào đây lựa team thôi. Nếu mà không có thì chúng ta sẽ bui sau. Tiếp theo là train này các bạn. Khu vực này chúng ta sẽ đánh được luôn, đánh nhau được luôn. Chúng ta sẽ chọn team là train. Đây, ví dụ như mình chọn cái team hồi nãy nha. Cái team Diuzic đi, Diuzic đó, defense S này. Rồi tiếp theo là Mandibuzz đúng không? S này. Tiếp theo là cái gì ta? Gligar, Gligar nha. Rồi, S. Rồi chúng ta sẽ train. À, bên này chúng ta sẽ chọn là single 3v3 đến mặc định này. Cấp chúng ta sẽ đánh là được ride đi. Rồi. Cái này mình chọn cái độ khó này, mình chọn cái độ khó đầu tiên này. Nếu mà bạn mới tập này. Rồi auto tap là nó sẽ chọn tự động đánh nha, tự động đánh thường. Còn random nó sẽ ngẫu nhiên team nó sẽ bấm vào train. Đây các bạn. Đó, nó cho team luôn đánh luôn này. Mọi người như trong game luôn nhưng mà nó hơi chậm một xíu. Đó, tự tap này. Latun này. Giờ. Yeah. Rồi, kết vào chiêu này xong rồi sẽ chặn giữ cái trục ở đây, nó sẽ bơm 100% là kiểu như là nó dùng chiêu đó các bạn. Bấm block này là dùng cái khiên các bạn. Rồi đó. Đây là hệ nước này. Hôm nay em biết rồi, nốt nào đi. Thống kê cho mình là các cái này là nhiều mát này, chúng ta sẽ chọn lại, chúng ta đánh lại ha. Rồi ok, như vậy là mình đã hướng dẫn xong cơ bản cách sử dụng cái BV Bo trong Pokemon Go để các bạn lựa team cũng như là biết được Pokemon tốt trong BVB nha. Rồi các bạn cả nhà rất là nhiều và hy vọng cái video này sẽ giúp ích cho các bạn rất là nhiều luôn. Rồi tạm biệt và hẹn gặp lại các video lần sau. Yeah.